Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Đánh giá nhanh Honda Way 100i 2022 nhập từ Thái về Việt Nam có mức giá bán gần 80 triệu đồng, liệu có đáng mua hay không? Cái chiếc Honda Way 100i 2022 là một mẫu xe đến từ bên Thái Lan, vừa cập bến thị trường Việt Nam nhưng tạo nên rất nhiều cái làn sóng trái chiều với mức giá bán gần hơn 80 triệu. Một mức giá rất sốc ngoài cái sức tưởng tượng của rất nhiều người đối với một cái dòng xe số 0, khiến cho nhiều người phải ngẫm nghĩ rằng những trang bị mà cái chiếc Way 110i đáng sổ liệu có xứng đáng với mức giá chót vót như vậy hay không. Về mặt kiểu dáng của chiếc Way 110i nhập Thái Lan của năm 2022 không phù hợp với thị hiếu số 0 của người tiêu dùng Việt. Cái chiếc Honda Way 110i 2022 chính là một trong những mẫu xe ăn khách nhất tại Thái Lan hiện nay, được mọi người đối tượng khách hàng nam lẫn nữ ở mọi độ tuổi rất ưa chuộng nhờ bằng ngôn ngữ thiết kế trung tính và đầy đặn, không hề kén dáng người ngồi. Nhưng khi cái chiếc Way 110i được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam thông qua các lý tư nhân thì mẫu xe này lại không nhận được những lời đánh giá có cánh từ người tiêu dùng Việt. Chiều hình của nó tương đối đồng với cái dòng Honda Way X 110, cái đời là từ 2010 đến 2011, đã bị tẩy chay vì kiểu dáng không được thanh thoát và gọn gàng lắm, nó không phù hợp với nhãn vị của người tiêu dùng Việt Nam. Nếu so với cái chiếc Way 110i nhập Thái Lan thì cái chiếc Honda Way X 110i cho đến hệ 2022 có lẽ là một đối tượng đáng để chúng ta so sánh nhất, thì được người tiêu dùng quốc tế và nội địa cũng rất yêu thích nhờ vào kiểu dáng mai chi bình rất góc cạnh, tuyến đủ hơn. Nhưng khi những đường nét ấy trên cái chiếc Way X 110i đều được thiết kế một cách hài hòa và trang nhã, dễ dàng kiếm được thiện cảm của rất nhiều người nhìn. Way 110i nhập Thái Lan có những cái ưu điểm nào về mặt trang bị? Cái chiếc Way 110i 2022, một dòng xe số thấp nhất mà Honda Thái Lan đã phân phối, nhưng cũng được sản xuất trang bị một cái đèn chiếu sáng công nghệ LED, tạo một cái luồng ánh sáng mạnh mẽ và cái mức tiêu thụ điện năng là khiêm tốn hơn so với cái dòng đèn halogen, góp phần không nhỏ trong việc kéo dài tuổi thọ của bình ắc quy. Một cái điểm mạnh nữa là giúp cho cái chiếc Way 110i 2022 nó trở nên vượt trội hơn rất nhiều so với các dòng xe số trong cùng một khúc được bán chính hãng ở Việt Nam, như là cái chiếc Way Alpha, Way X 110i hay là một mẫu xe vừa mới ra mắt là Jupiter Film 155i. Cái đồng hồ của chiếc Way 110i 2022 nó cũng là một trong những trang bị đặc sắc đáng chú ý và cần phải quan tâm, khi kết thêm một công nghệ màn hình LCD nhỏ tích hợp bên trong đồng hồ, tạo một cái sự gì đó cao cấp và hiện đại cho cái dàn tay lái của cái mẫu xe số bình dân tại đất Thái Lan. Trong khi cấp sau của chiếc Way 110i nhập Thái về có dung tích 10 lít, nó ngang bằng với cái mẫu của Way Edis 110i chính hãng ở Việt Nam. Nhưng bình xăng của mẫu xe này lại ấn tượng hơn với dung tích lên tới 5 lít, trong khi cái chiếc Way Edis 110i nó chỉ có 4 lít. Chưa cần tới mức độ tiêu hao nhiên liệu, với một cái khối động cơ trong cùng phân khối thì khả năng cái chiếc Way 110i sẽ có thể đi được một quãng đường xa hơn so với cái chiếc lập Way NX 110i nhờ bình xăng dung tích nó nhỉnh hơn. Các phiên bản của chiếc Way 110i 2022 nhập từ Thái được đưa vào Việt Nam đều là những phiên bản cao cấp, được trang bị mâm hộp kim nhôm, một hệ thống thắng đĩa cho dàn chân trước, nên không có gì khác biệt so với hệ thống thắng của cái chiếc Way X 110i hay là Future 100 LED đến từ Honda Việt Nam ở những phiên bản cao cấp nhất. Về mặt động cơ của chiếc Way 110i nhập Thái về có cấu hình động cơ nó tiên tiến bậc nhất đến từ nhà Honda. Cái chiếc Way 110i 2022 nhập của Thái về số cho mình cái có động cơ là Honda Smart Engine thế hệ mới nhất, dành cho những cái dòng xe số đến từ hãng xe Nhật Bản, dung tích là 110cc. Hiện tại cái công suất tối đa mua ánh sáng của khối động cơ này thì vẫn chưa được phía Honda công bố, dù phiên bản Way 110i đã được cập nhật một khối động cơ này cách đây là hơn một năm. Cái chiếc Way 110i 2022 nhập từ Thái về, mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ tiết kiệm, được công bố chính thức từ bên Honda Thái Lan rơi vào khoảng là 76.9 km cho một lít xăng. Nó tiết kiệm hơn rất nhiều với con số là 58.8 km một lít xăng của khối động cơ 110cc trên cái dòng lập Way EDX 110i 2022 tại Việt Nam. Cái chiếc Way 110i nhập từ Thái với mức giá bán cực kỳ khó đỡ. Way 110i 2022 phiên bản Thái Lan
chỉ có mức giá bán là 45.500 bạc Thái, đổi ra tiền Việt là 35,2 triệu Việt đồng, được bán thị trường Thái Lan cho cái phiên bản cao cấp nhất. Trang bị đầy đủ như mâm hộp kim nhôm, thắng đĩa, khởi động bằng nút điện vân. Nhưng khi về tính thị trường Việt Nam thì cái chiếc quay 110i 2022 là các lý tư nhân đổi giá lên hơn con số 80 triệu đồng. Trong khi cái chiếc là Honda Quay X 110i 2022 của Honda Việt Nam có mức giá bán thực tế chỉ gần 25 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất với mâm hộp kim nhôm thắng đĩa. Một mức giá rẻ thua xa xúc cái chiếc quay 110i nhập Thái về gấp 3 lần. Trong khi cái dòng lật Quay X 110i 2022 là có kiểu dáng bắt mắt hơn đối với người tiêu dùng Việt. Trang bị thì chẳng thua kém với cái đèn chiếu sáng chút, ở thể tích bình xăng thôi, động cơ thì đời cũ hơn chút. Thực tế thì cái chiếc quay 110i 2022 nó dù nhỉnh hơn về mặt trang bị, tiết kiệm xăng hơn, nhưng suy cho cùng thì nó vẫn không đáng để mua với mức giá là 80 triệu đồng. Mức giá đó các bạn có thể sắm một cái mẫu tay ga cao cấp như một cái mẫu là Vespa SX hay là một cái chiếc Bizit 160, Wairo 160 v.v. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và chi tiết nhớ like, share, subscribe.